Xin chào tất cả các giang hồ. Thì có một hiện tượng là xảy ra, đó chính là FIFA đã bị out game. Lần đầu tiên trong đời FIFA bị out game khi mới vào trận đấu. Bây giờ mình sẽ kết nối lại cái trận đấu, và clip hôm nay sẽ là clip về đặt kèo siêu nhanh. Thì như mọi người đã biết, mình có tận 2 clip về đặt kèo siêu nhanh. Ngày hôm nay thì FIFA mới ra một cái chế độ, đó là đặt kèo siêu nhanh, và mình sẽ hướng dẫn mọi người hiểu đơn giản nhất về cái nút bắn này. Đầu tiên mình sẽ đi lượm quả kèo, mọi người đợi xíu. Mà còn chưa vào game nữa, đợi gì? Cái đoạn này nhiều bot, bot nó bắn cái trade này à, bot, bot PC ghê gớm lắm. Có một quả keo. Thì như mọi người có thể thấy, cái hình nút keo dạy lút hết đi, nói chuyện dễ dở luôn nhỉ. Như em biết vài câu nói từ ngày em đi. Bây giờ máu nhìn cũng thay đổi, nhìn ảo Canada quá ha. Mày ở đâu ra? What the fuck? Đồng đội mày đâu? Khai nhận! Khai nhận! Thôi tốt nhất không nhây. Mặc đồ thế này mà là boss thì chịu. Và hình như là boss. Thì như quan sát của chúng ta, đây là nút keo sau khi chúng ta bật chế độ đặt keo siêu nhanh. Đâu rồi? Đặt keo siêu nhanh đâu rồi? Đặt bóng keo tự động. Đặt bóng keo tự động. Và đây là sau khi chúng ta tắt nó đi. Vậy khác nhau là gì thì đó chính là khi mọi người bấm vào nút keo này, mọi người bấm vào nó thêm một lần nữa thì nó sẽ không đặt keo. Tức là mọi người chỉ bấm vào cái nút keo này thôi. Sau khi mọi người bật cái đặt keo tự động, thì khi mọi người bấm vào nút đặt keo này thì nó cũng coi như là đặt keo luôn. Mọi người đã hiểu chưa? Mà mọi người phải tắt ra hai nút nha. Nút keo và nút bom mọi người phải tắt ra. Đơn giản đó là lần này chúng ta không cần. Ôi, what the fuck? Boss PC đấy mọi người. Thì tức là bây giờ mọi người bấm vào cái nút keo này này. Xong mọi người phải giữ im. Không, giữ im luôn nha. Mình đang giữ im nút chuột nè. Xong mọi người thả ra là nó đặt luôn. Còn lúc trước á, là mọi người bấm vào nút keo này. Lại nha, mọi người bấm nút keo giữ im này. Là không giữ im được. Tức là không giữ im được. Và không thể thả ra là đặt luôn, tức là phải bấm nút bắn. Mọi người đã hiểu chưa? Vậy thì cái mẹo ở đây là gì? Đó chính là bây giờ mọi người chỉ cần cài nút. Ví dụ mình đặt nó là nút C thì mình chỉ cần bấm vào nút C, mình bấm vào nút ngồi nữa, mình kéo xuống cái là nó đặt keo rồi. Rất là nhanh. Không cần phải thiết lập thêm cái nút bắn nữa. Tức là bây giờ mình đã đặt keo nhanh hơn ngày xưa, cho đó phải không thể 1 giây, tại vì ngày xưa mình đặt keo khá nhanh rồi. Bây giờ mình chỉ cần kéo cái rồi xuống là coi như đặt keo thôi. Chỉ cần một lỗ hổng thôi mà nó cũng có thể bắn chúng ta. Đây là người à? Đây là người đó chứ, gặp boss là nó bắn mình từ lúc nó mới gặp ở đâu rồi. Quá ghê gớm. Mày cao lên trời. Quá ghê gớm. Thấy rồi. Bắn ghê đó nhờ. Mình
get up. Nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Chết mình rồi. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it is.